Con cứ dạy mà làm, tất cả mọi thứ trên đời này là của công tua. Mọi người ơi, do là hồi nhỏ chị có học đàn và xem trở thành một gọi là người biểu diễn chuyên nghiệp ấy. Bây giờ thì chị sẽ biểu diễn cho mọi người xem nhé. Đây là một cái đàn thì mình bấm như vậy nó là sẽ đi theo cái lối thôi. Chị là người xem nó thì chị được vào cái gọi là dàn nhạc giao hưởng lớn nhất thế giới. Đúng rồi. Nên là chị đánh cho họ chứ không phải chị. Không, nhưng mà chị đánh như vậy nó theo lối một. Bây giờ chị phát cách nào mình đánh bài Lisa nha. Bố chị đi mượn để quay thôi ghê mà. Nhưng mà chị cũng rất là thích. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên chị được ngồi lên một chiếc xe sang như thế này. Nhìn nên là chị đã đầu tư một cái bộ quần áo khá là phù hợp. Các em thấy nó có phù hợp với chiếc xe này không? Đó, à, còn đeo thêm cả một cái ba lô cun nữa chứ. Ba lô cun mà ngồi trên chiếc xe đó thì đúng bài luôn. Cun cũng đang có chương trình mua sữa cun để trúng xe sang. Một chiếc xe đạp cun rất là sang. Hình như là cũng hết chương trình đó rồi. Nhưng mà các em có thể sưu tập thẻ siêu quyền năng để nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Như là cái ba lô này ấy, rất là đẹp luôn đúng không em? Ngoài ra thì còn có áo thun cun này, rồi giày cun nữa này. Nói chung là muốn gì cũng đổi được từ thẻ siêu quyền năng. Mà thẻ siêu quyền năng thì xuất hiện trong thùng sữa sô-cô-la lúa mạch 180ml. Hoặc là sữa chua uống cam, dầu. Nhớ mua sữa để lấy thẻ siêu quyền năng nhá. Mà mua ở siêu thị hoặc là các cửa hàng tiện lợi thì mới có. Các em cũng có thể đặt hàng online trên trang web đặthang.idb.vn để có thẻ siêu quyền năng nha. Này mama gọi dậy sớm và ba đưa đi đến trường. Có sẵn bữa sáng với thật nhiều tình thương. Mong cho con học thật tốt, mong cho con nhiều năng lượng để vẽ ước mơ lớn lao và phi thường. Kiến thức luôn là một thế giới mới lạ. Học ăn học nói, học hỏi học giả. Đến lớp mỗi ngày tự giác mới cun này cùng giai điệu cun thật hay hay hay. Đầu tuần học đến ngày thứ sáu làm bài tập ngay cho hôm sau. Học tập cun chưa bài vừa xong chưa chơi game đâu. Học vì mình sẽ có kiến thức trở thành người tốt và giúp sức.
chị sẽ nói với các em một điều rất là quan trọng, đó chính là trong cái tập mà đầu tiên phim Cung Đại Nhạc Hội mà chị đóng với anh Tiểu Thúi á, thì anh Tiểu Thúi vào vai một gọi là công tử con nhà giàu có, nhưng mà tập tiếp theo thì anh Tiểu Thúi đã đổi từ biệt thự sang khu nhà ổ chuột. Tuy nhiên anh Tiểu Thúi lúc đó cũng có một người mẹ rất là nổi tiếng, đó chính là cô Việt Hương. Nhưng tới bây giờ anh Tiểu Thúi xuống cấp đến mức mà phải sống ở ống cống, trong khi đó chị vẫn là vai nhà giàu khe mà chỉ là giàu hơn thôi. Kịch bản này là do chị viết mà. Lần sau á thì chị sẽ cho anh Tiểu Thúi bị nghèo nữa. Nhưng mà chị nghĩ là sống ở ống cống hoặc là trẻ trẻ mồ côi thì nghèo lắm rồi, làm thế nào để cho anh Tiểu Thúi nghèo nữa được ta? Còn chị thì chắc chắn là sẽ vào vai giàu hơn rồi đấy. Ngày thứ 5 chị quay rồi, và ngày nào cũng từ sáng đến đêm luôn. Cho nên là hiện tại bây giờ thì mắt chị đang khá là sưng, nhưng mà chị tin rằng với bộ trang phục này thì chị vẫn trở nên xinh đẹp thôi. Để cho có thêm năng lượng thì công việc đầu tiên của chị đó chính là đi uống sữa cơm. Lắm rồi, không có học. Hôm nay cô giáo hỏi 1 cộng 1 bằng 2 là bao nhiêu, tự nhiên sẽ ở 1 cộng 1 bằng bao nhiêu, xây sẩm hết mặt mày muốn xỉu luôn á. Không thể đồng ý là bằng bao nhiêu mọi người. Trời ơi, mọi người quá giỏi, quá xuất sắc. Chị đẹp không? Đẹp. Đồng thanh trả lời một cái cho nó có khí thế. Giờ này chị đẹp không? Đẹp. Chị biết mà. Hôm nay cảm giác tuy là có hơi buồn ngủ hơn ngày hôm qua, tại vì hôm qua quay cũng về hơi khá là khuya. Em thấy bình thường. Sáng hôm nay sau 4 tháng trời giãn cách xã hội thì hôm nay là tụi con đã được đi đến đoàn phim, và tụi con thấy rất là vui phấn khởi, bởi vì lâu lắm rồi tụi con mới được bước chân ra đường. Mình được quay sau dịch, quay sau ngày giãn cách thì nó rất là kiểu như là vui, là vui, vui rất là phấn khởi, háo hức. Mọi người hãy đón xem nha. Nở nụ cười tươi, chiến đấu với cuộc đời, sống trao yêu thương cùng bạn bè muôn phương vì cuộc sống. Đau đầu quá. Biết trả lời. Đóng vai học sinh xuất sắc nhưng không biết trả lời. Lần để chị nhai chị nuốt cái này luôn không biết trả lời. Em hiểu sai rồi. Đây không phải là cách giải của một bài toán đâu. Là 30 cái kẹo quá. Xin giới thiệu với các em, trên tay anh đang là một chiếc hộp bút của Kun. Đó, chiếc hộp bút này thì các em có thể thấy là nó được thiết kế rất là đẹp đúng không nào? Ở bên ngoài nó là một cái lớp xốp, nó lồi lõm như kiểu 3D này. Đó, thấy chưa? Thấy chớp chớp 3D chưa? Mà bên trong thì cũng rất là rộng rãi, thoải mái, chúng ta có thể đựng được cực kỳ nhiều những cái dụng cụ học tập của chúng ta trong này. Và điều đặc biệt của hộp bút này, nó không chỉ đẹp mà nó còn có khả năng phát sáng. À, ghê chưa, ghê chưa. Mọi người ơi, mấy ghê xuống đi cơ. Bóng tay. Thôi, thôi. Đây, đây. Còn đặc biệt một điều nữa, đó chính là nó có nhiều chế độ sáng. Đó. Ảo chưa, ảo chưa. Quá là ảo luôn. Rồi, tắt. Xa vời sẽ chia và bên cạnh nhau thế thôi. Hãy nở nụ cười tươi, chiến đấu với cuộc đời, hãy sống trao yêu thương cùng bạn bè muôn phương, vì cuộc sống giống như một bức tranh màu, hạnh phúc nào cũng phải trải qua niềm đau, hãy nắm tay cùng nhau phải sống cho thật ngầu. Cuộc sống là cho đi, đừng chần chừ lãng phí, vì hạnh phúc sẽ
không? Em nói là má cháu ra đi rồi. À thì đó thì em biết rồi. Thôi, sao vậy cô? Nó bị gì vậy cô? Dạ, con cảm ơn cô, con đi cô nha. Con đi cô, dạ con cảm ơn cô, con đi nha.